xin gửi lời chúc hai chị Hóa Môn, ba chị Thủy Tiên, bốn chị Hợi Nguyễn, năm chị Thanh Nguyễn, sáu chị Thúy Hoàng, bảy chị Lê Hoa, tám chị Mỹ Thành. Một bài trẻ của mình xin chúc cho tất chị, tám chị này ngày sinh thật và đẹp nhất. Chúc tất cả tám chị chúng ta được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc tiến tới của mình. Và xin chúc tất cả trong tám chị chúng ta trẻ mạnh, không già, luôn luôn thành công, luôn có thành tài của mình. Và một ca khúc thì chàng trai của mình sẽ gửi đến cho đoàn viên bên nhau. Tiến tới của mình và xin chúc tất cả trong tấm chị chúng ta trẻ mạnh, không già, luôn luôn thành công, luôn có thành tài của mình. Và một ca khúc thì chàng trai của mình sẽ gửi đến cho đoàn viên các chị có bên trong Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh nhật kêu bằng là nhớ đời. Nhớ đời. Một kỷ niệm khó quên nha Vân Đoàn. Tao rất là cảm ơn Nhi. Cảm ơn bạn Vân Đoàn. Cảm ơn đã tham gia chương trình du lịch sinh nhật thành phố ngàn hoa ngày hôm nay. Biết đào chương trình mình thật sự là rất là cảm động. Sau khi mình hỏi ý với bạn Vân Đoàn, Vân ơi, My đã cảm thấy những cái sự lo lắng và suy nghĩ và lo sợ của My đến hôm nay My đã thấy được 70% chưa? Bạn Vân nói với mình như vậy nè. Thì mình nói Vân ơi, My sẽ đem cái kỷ niệm này ở quê, ở xứ người, và My sẽ nhớ chúng ta rất nhiều. Cảm khắc. Và nhớ đặc biệt là tao rất cảm ơn các bạn trong đoàn ngày hôm nay đã dành cho Hiếu Mạnh một cái chuyến đi rất là ý nghĩa. Cũng không biết là sẽ như thế nào, nhưng mà Hạnh hy vọng rằng Hạnh sẽ gặp lại các bạn thật nhiều nữa. Hạnh cảm ơn rất nhiều. Ok, cho con nói vài lời. Vâng, xin được trước hết cho Vân xin lỗi nếu mà trong cái lúc mà di chuyển chụp hình đó, đó lúc là Vân quá nóng ruột cho cái phim để này có sự hoàn hảo theo cái cách cầu toàn của Vân. Thì đó lúc Vân sẽ nói những cái lời mà không có được là tới gì với các bạn, thì mong các chị, các bạn và các em bỏ qua cho Vân. Đây là năm đầu tiên sau khi mà Vân xa xứ tham xứ người là Vân ở từ Mỹ về, Vân ấp ủ cái điện này. Cái điều gặp lại nhớ giả quỳ. Để có một cái kỷ niệm trong lòng của Vân thì khi Vân ở bên Mỹ rồi thì Vân mới thấy rằng tình bạn trên quê hương của mình là một điều rất là quý. Rất quý mà Vân không thể tìm kiếm ở trên sơ đất Mỹ được. Cho nên khi Vân về đây, Vân đã dành trọn cái tình cảm và cái tâm huyết của Vân vô chuyến đi này. Vân mong là các bạn hãy thông cảm và vui với nhóm giả quỳ trọn vẹn cho đến khi mình trở về lại quê hương Long Khánh. Và Vân xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Ok. Vườn Thượng Nguyễn Bay nha các bạn. Tụi mình check in ở đó thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Tụi mình di chuyển về thành phố, về nhà mình ăn tối. Và sau đó là mình sẽ đi chợ nha các bạn.